dạng san hô nhiệt đới đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu từ nhiều góc độ, nước ấm lên, nước có tính axit hơn, các loài xâm lấn và các sự kiện bão thường xuyên hơn. Các dạng san hô trên toàn cầu đang suy giảm nhanh chóng, nhiều trong số đó đã chết hơn 80%. Nhưng không phải tất cả đều thua cuộc. Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu để giúp giữ cho các dạng san hô tồn tại. Tại quần đảo Palau Rock, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài san hô thủy có nhiều dòng riêng biệt với khả năng chịu nhiệt khác nhau. Một dòng san hô mà họ có thể xác định là có khả năng chống lại sự phá hủy hoặc tẩy trắng tốt hơn do nhiệt độ tăng lên, điều này có thể lý tưởng cho các nỗ lực phục hồi ở các khu vực tương tự. Mặc dù biến đổi khí hậu là tác nhân tàn phá các dạng san hô, nhưng không phải tất cả đều bị ảnh hưởng như nhau. Một dạng san hô mới được phát hiện gần đây ngoài khơi bờ biển Haiti. Sâu khoảng 30-70 mét, 100-200 feet, khá độc đáo đối với các dạng san hô nhiệt đới. Chúng ta có xu hướng bị phân tâm bởi những dạng san hô nông hơn và tất cả những màu sắc đẹp đẽ của chúng. Nhưng những dạng san hô sâu hơn lại có hình dạng đẹp hơn một cách đáng ngạc nhiên. Dạng san hô mới này dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và dự kiến sẽ được điều tra thêm trong những tháng tới. Đại dương được phân tầng theo nhiệt độ. Vì vậy vùng nước ấm hơn sẽ nổi lên trên vùng nước mát hơn. Điều này có nghĩa là sự nóng lên xảy ra nhiều nhất ở bề mặt. Các dạng san hô có thể được tìm thấy ở độ sâu 3.000 mét. Và những dạng san hô này dường như có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tốt hơn một số dạng san hô bề mặt nhiệt đới. Tuy nhiên, san hô sống ở vùng nước sâu hơn, mát hơn, phát triển chậm hơn. Vì vậy, khi có điều gì đó xảy ra với chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi. Các dạng san hô sẽ tồn tại lâu hơn một số người có thể mong đợi. Nhưng chúng sẽ là những dạng san hô khó tiếp cận hơn, ít màu sắc hơn và kém hiệu quả hơn. Nhiều trong số những dạng san hô sâu hơn này vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết vì chúng không thể tiếp cận với hầu hết các thợ lặn và phải sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa hoặc tàu lặn để khám phá chúng. Giờ đây, những công nghệ này đang trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều nghiên cứu hơn có thể được thực hiện và chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cách cứu những môi trường sống ngoạn mục này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!